Thưa quý vị và các bạn, năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30 tháng 4, ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 đều trùng vào dịp cuối tuần, nên người lao động sẽ được nghỉ bù. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Cụ thể, theo Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch rơi vào ngày Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp, tức ngày 11 tháng 4, là tức ngày nghỉ liên tục 6 ngày từ ngày 9 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2022. Còn ngày 30 tháng 4 là ngày lễ thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, trùng vào ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai ngày mùng 2 tháng 5 và thứ Ba ngày 3 tháng 5 của tuần kế tiếp, tức là nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022. Hàng quán ở thủ đô Hà Nội trong những ngày qua đã bắt đầu nhộn nhịp quay trở lại, nhất là sau khi chính quyền thành phố bỏ quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Việc không còn giờ giới nghiêm là một tin vui cho cả chủ kinh doanh lẫn khách hàng. Sau 4 tháng hoạt động cầm chừng, chưa bán đã phải đóng cửa, nhà hàng này bị ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu. Khi hoạt động bình thường trở lại, nhiều chủ cơ sở kinh doanh không còn phải thấp thỏm lo vì giờ đóng cửa. Thứ nhất là được cái thời gian phục vụ khách nó nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là lượng khách chúng tôi đón sẽ có thể quay trở lại được nhiều hơn. Cái thứ hai là bên cạnh đấy thì chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo các cái quy định phòng chống dịch của nhà nước. Bây giờ thì dịch bệnh em thấy cảm thấy nó đại trà rồi nên là cũng không lo lắng gì nhiều. Tại cái thời điểm này ấy, thì cái việc cái bỏ cái quy định về đóng cửa sau 21 giờ rất là phù hợp. Vì đại đa số người dân ở trên địa bàn phường cũng như trên địa bàn thành phố thì cũng đã được tiêm mũi 2, mũi 3. Ở nhiều tuyến phố, khi cửa hàng hoạt động lại bình thường đã thu hút nhiều người dân đến mua sắm, trải nghiệm phố tại hiện Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Cả khách lẫn chủ đều trong tâm trạng hào hứng. Mở bây giờ cũng là hợp lý cho tất cả người dân vì về vấn đề kinh tế nữa của mỗi hàng quán. Nói thật là qua quá trình dịch vừa rồi thì cũng thua thiệt khá nhiều. Và tất nhiên là cái doanh thu của các cái tiểu thương như chúng em là nó sẽ tăng lên. Nhìn sự nhộn nhịp này không ai nghĩ Hà Nội vừa trải qua được dịch bệnh. Thế nhưng để tránh tâm lý chủ quan của người kinh doanh cũng như khách, lực lượng chức năng các địa phương vẫn thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Quận cũng đã tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra để kiểm tra thực tế tại địa bàn các phường và cũng xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định. Việc hoạt động bình thường trở lại nhiều lĩnh vực dịch vụ đang tạo tiền đề để mở rộng hơn cánh cửa du lịch cho thủ đô. Không riêng gì người dân, mà ngay cả du khách khi đến Hà Nội sẽ có tâm lý tự tin, an toàn trước dịch bệnh. Cập nhật về tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này thì số ca F0 điều trị tại 3 tầng đã vượt thời điểm tháng 12 của năm ngoái. Tuy nhiên, số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bệnh viện hồi sức COVID-19 lớn nhất Việt Nam được đặt tại cơ sở 2 của bệnh viện Ung bướu thành phố Thủ Đức cũng đã chính thức ngừng nhận bệnh nhân từ ngày hôm qua. Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã được thành lập từ tháng 7 năm ngoái với quy mô là 1.000 giường, chuyên tiếp nhận, điều trị và hồi sức các bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch có quy mô lớn nhất cả nước. Giai đoạn cao điểm, bệnh viện này đã điều trị cho hơn 700 bệnh nhân, góp phần quan trọng trong việc cứu chữa hồi sinh người bệnh mắc COVID-19. Dù bệnh viện hồi sức COVID-19 ngưng nhận bệnh nhân, nhưng ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì bệnh viện dã chiến và các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 của 19 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó vẫn có 6 bệnh viện được giao nhiệm vụ là duy trì giường hồi sức để điều trị người bệnh nặng là bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14, số 16, bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình, bệnh viện Quân y 175, bệnh viện Bệnh nhiệt đới và bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Sau 7 năm thi công, cầu Thủ Thiêm 2 nối thành phố Thủ Đức và quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong dịp lễ 30 tháng 4 tới đây. Vượt qua khó khăn trong đợt dịch COVID-19, các đơn vị liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thiện các hạng mục còn lại. Cầu Thủ Thiêm 2 đang tiến hành thử tải phần cầu dẫn và phần cầu chính. Sau đó, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước sẽ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Liên quan đến các vướng mắc giải phóng mặt bằng còn lại của dự án, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân hoàn thiện các thủ tục bàn giao số đất liên quan đến dự án này cho nhà đầu tư trước ngày 20 tháng 3.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu cao tốc làm 17 người thiệt mạng xảy ra vào ngày 26 tháng 2 vừa qua trên tuyến vận tải từ bờ ra đảo Cửa Đại, Cù Lao Chàm của tỉnh Quảng Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiểm tra, xem xét các điều kiện hoạt động của loại tàu cao tốc này và đề xuất thực hiện việc gắn bảng thông tin đồ thị giải tốc độ của phương tiện tại vị trí cabin lái nhằm tạo được sự chú ý trực tiếp của người điều khiển phương tiện. Cụ thể, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong hồ sơ thiết kế, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu cao tốc có thông số về tốc độ tối đa, giải tốc độ tương ứng với điều kiện chiều cao sóng khi phương tiện quay trở. Tuy nhiên, trên các tuyến vận tải thủy lại chưa quy định về tốc độ tối đa, nên có thể khiến người điều khiển thiếu chú ý, tuân thủ dẫn đến vi phạm tốc độ. Bởi vậy, việc gắn đồ thị giải tốc sẽ góp phần cảnh báo không chạy quá tốc độ tối đa theo thiết kế để phòng ngừa sự cố tai nạn. Đến nay, toàn quốc đã có 1.534 tàu cao tốc chở khách được cấp chứng nhận đăng kiểm. Tuổi tàu trung bình là 7,4 năm, với tổng sức chở hơn 52.700 người. Bảng thông tin tốc độ sẽ được thiết kế đơn giản, hợp lý, không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay phát sinh chi phí cho chủ phương tiện. Trước tình trạng xe cơi nới thùng, xe quá tải bùng phát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai kế hoạch ngăn chặn và xử lý tình trạng này. Điều đáng nói là thay vì đuổi bắt, các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn dứt điểm vấn nạn xe quá tải xảy ra trên địa bàn. Những mỏ khai thác khoáng sản tại Quảng Nam đang tạm dừng hoạt động mấy ngày qua. Để ra soát và chuẩn bị thực hiện cam kết với lực lượng cảnh sát giao thông về việc không tiếp tay cho xe quá tải, xe cơi nới thùng. Tạm thời nghỉ là bằng 5 đến 10 ngày để quản lý ba cái xe quá tải, quá khổ, cơi nới. Từ khi ngày 25 tháng 3 bắt đầu chạy lại, bất cứ chiếc xe nào mà không có cơi nới thì vào bữa. Còn một xe quá tải trên năng lượng 3 tấn lên không được vào bữa. Để công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban nhân tỉnh được vô và giấy công cách của Ủy ban nhân tỉnh đúng như tự họ. Một trong các nguyên nhân sâu xa khiến xe quá tải hoành hành trên đường là các mỏ khoáng sản bán cát vô tội vạ, tiếp tay cho các xe cơi nới. Do đó, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên đường, đợt chấn chỉnh này, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các giải pháp mang tính căn cơ, xử lý thẳng các chủ mỏ, chủ hàng, các chủ doanh nghiệp vận tải. Đã cho các doanh nghiệp ký cam kết về thực hiện nghiêm các nội dung như là không được chở hàng vượt quá trọng tải, không được cơi nới, không để hàng rơi vãi xuống đường. Đối với các chủ mỏ thì không được bốc xếp hàng hóa vượt quá tải trọng tải cho phép lên các phương tiện khi rời khỏi các bến bãi. Bên cạnh lực lượng công an, chính quyền các địa phương cũng được yêu cầu phải có các biện pháp về quản lý nhà nước để xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải, xe cơi nới, không chỉ cam kết, kiểm tra mà còn có các biện pháp giám sát liên tục. Đã tham mưu cho tỉnh để được chỉ đạo cho các chính quyền các địa phương và yêu cầu các ngành và kiểm soát các cái việc mà quá tải quá khổ ngay tại bến, ngay tại nơi xuất hàng, ngay tại nơi cung cấp nguyên liệu, để rồi kiểm soát qua camera, kiểm soát qua cái việc cung cấp của các doanh nghiệp nó có đúng có đủ theo cái trữ lượng khi mà cái phương tiện nó lưu thông trên đường hay không. Và một cái việc nữa đó là cái trách nhiệm trong tuần tra kiểm soát, và đặc biệt là phải tập trung thì tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm, không loại trừ, không có tạo điều kiện cho một ai, và xử lý nghiêm để rồi chấn chỉnh tình trạng trên. Nhiều năm qua, vấn nạn xe cơi nới thùng, xe chở quá tải có nguyên nhân từ các mỏ khoáng sản đã tồn tại rất nhức nhối tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc xử lý từ trước đến nay vẫn là theo kiểu đuổi bắt. Chính vì vậy mà đợt chấn chỉnh tận gốc này được hy vọng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.